Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng đá 365 Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có tin tức đáng chú ý sau đây Bị luận viên Quang Huy, Croatia không quá mạnh, U23 Việt Nam chẳng việc gì phải ngán Bị luận viên Quang Huy cho rằng U21 Croatia không quá mạnh tới mức U23 Việt Nam không thể đá được Nếu may mắn chúng ta có khả năng thắng địch thủ tới từ châu Âu vào lúc 20 giờ hôm nay 26 tháng 3, U23 Việt Nam đụng độ U21 Croatia ở loạt trận thứ hai tại giải giao hữu bài Cup 2022. Trước đó ở trận gia quân, U23 Việt Nam hòa U23 Iraq không đều. Nhận xét về điểm được và chưa được của U23 Việt Nam, biệt luật viên Vũ Quang Huy nói, sự chặt chẽ trong phòng ngự là điều tích cực. Một số cầu thủ có màn trình diễn tương đối ổn như hậu vệ biên, thủ môn hay hai long, trọng long, hoán đổi giữa sân là tương đối tốt. Nhưng ở khía cạnh phòng ngự thôi, còn điều chúng ta cần cải thiện đó là khả năng tấn công. Cái này thì còn có vấn đề ở cả ban huấn luyện và cầu thủ. Tất nhiên chúng ta nên hiểu khách quan gặp Iraq mới là trận đầu tiên của Dubai Cup thôi, chúng ta có thể còn chưa kịp làm quen điều kiện sân bãi, thời tiết và đối thủ, chưa nhìn nhận rõ các đối thủ. Còn giờ ở trận thứ hai, có thể chúng ta sẽ chơi khác, khi đã quen điều kiện bên đó, đã có cái nhìn đại khái về đối thủ, chúng ta có thể mạnh dạn tổ chức lối đá tấn công ở từng thời điểm cụ thể. Về đối thủ của U21 Croatia, bình luận viên Quang Huy cho rằng đối thủ không quá đáng ngại và nếu may mắn tối nay thầy chó lệ viên Leon Chin có thể thắng. Ở châu Âu thì không có tuyển U23, chỉ có U21 thôi. U23 chỉ thành lập khi đá Olympic, vậy nên việc Croatia cử U21 sang dự giải này không phải họ kênh kiệu gì mà vì cơ cấu tuyển của họ chỉ có thế. Còn đối thủ ở châu Âu thật nhưng lứa U20-21 vẫn có thể còn non kinh nghiệm. Về trình độ kỹ chiến thuật của họ thì chưa có đủ dữ liệu đánh giá chính xác, Do hôm đối đầu họ đá với Nhật Bản thua 0-2 chưa bộc lộ nhiều. Cái ưu thế của họ là về mặt thể hình nhưng khả năng tạo áp lực của họ thì chưa tốt lắm. Mà những cầu thủ U21 Croatia giỏi thì đã ký hợp đồng với các đội bóng lớn, còn đang trong mùa bóng thì không có chuyện về tập trung tuyển U21 đâu. Nên đội U21 Croatia này cơ bản là những cầu thủ còn ở trong nước, chất lượng ở mức chưa quá cao. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu của họ còn hạn chế nhất định. Vì vậy, cuộc gặp U23 Croatia này là cơ hội để chúng ta bộc lộ những ý tưởng, đặc biệt về tấn công. Đây không phải đối thủ mạnh tới mức chúng ta không đá được. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải chơi theo lối chơi chặt chẽ vốn có, khả năng phòng ngự phản công. Chúng ta nên đá các quả bóng ở tầm trung bình, ngắn và thấp, chứ đừng đá bóng bổng, bóng dài nhiều. Về tỷ số, đây có thể là trận hòa hoặc may mắn thì chúng ta sẽ thắng. Cũng trong tối nay Dubai Cup còn trận đấu rất thú vị, giữa U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc lúc 19 giờ. Bình luận viên Quang Tùng cho rằng U23 Thái Lan đủ sức chiến thắng. Trung Quốc bây giờ rất khó khăn, họ là đội bóng rất mong manh. Các tuyến trẻ của Trung Quốc bây giờ có nhiều vấn đề, nên các đội ở Đông Nam Á chúng ta hoàn toàn có khả năng giải quyết thắng được Trung Quốc. Lịch thi đấu Dubai Cup 2022 ngày 26 tháng 3, 19 giờ Trung Quốc với Thái Lan, 19 giờ Qatar với Nhật Bản, 20 giờ Việt Nam Croatia, 23 giờ Iraq với Saudi Arabia, 23 giờ Uzbekistan với UAE phá bỏ vùng an toàn huấn luyện viên Park Hang-seo có thu hoạch gì trước cường địch châu Âu. Thưa quý vị, ở lượt trận thứ hai Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam đối đầu với đối thủ cực mạnh đến từ châu Âu đó là U23 Croatia. U23 Việt Nam mở đầu Dubai Cup bằng trận hòa không đều với Iraq. Đó là 90 phút mà đoàn quân áo đỏ thực hiện nghiêm ngặt chỉ dẫn chiến thuật đến từ huấn luyện viên Park Hang-seo, chơi phòng ngự phản công, luôn đảm bảo một lượng cầu thủ nhất định bên phần sân nhà. Nhiệm vụ phòng ngự được hoàn thành khá tốt, bằng chứng là việc U23 Việt Nam không phải nhận bàn thua. Đáng khen ngợi nữa đó là U23 Việt Nam bổ sung một loạt nhân sự chủ chốt nơi hàng thủ lên tuyển quốc gia như là Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình hay Lê Văn Xuân. Có một điểm được giúp đồng quân áo đỏ tạm thời đứng trên Trung Quốc, Thái Lan lợi Croatia trên bảng xếp hạng tổng. Với điểm tựa này, thông thường U23 Việt Nam sẽ không có lý do để thay đổi lối chơi khi bước vào trận gặp Croatia. Trước đối thủ đến từ châu Âu, khối phòng ngự cần được đảm bảo vững chắc hơn. Hai hậu vệ cánh khó lòng hỗ trợ tấn công một cách thường xuyên khi phải đặc biệt lưu ý các tình huống đánh biên tốc độ từ đối phương. Như vậy, gánh nặng triển khai bóng sẽ rất nặng lên vai tiền vệ và nếu như họ không tạo được ra đột biến, hai tiền đạo trẻ dễ rơi vào tình trạng đói bóng. Có thể mường tượng thế trận tương tự khi Việt Nam gặp Ả Rập Xê Út hay Nhật Bản ở vòng loại World Cup. Một thất bại sát nút trước đối thủ tên tuổi như Croatia là đủ để dư luận không quá thất vọng phá bỏ vùng an toàn. Tại vòng loại World Cup 2022, trước khi giành chiến thắng lịch sử trước Trung Quốc, tuyển Việt Nam từng để thua 0-4 dưới tay Australia. Chính thất bại nặng nề đó đem lại nhiều thu hoạch dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo hơn những trận thua 0-1 trước đó. Có thể kể đến thử nghiệm mang tên Tuấn Hải. Sau màn trình diễn cho Australia, giờ đây anh là lựa chọn hàng đầu trên hàng công tuyển Việt Nam nhờ lối chơi nhiệt huyết bền bỉ. U23 Việt Nam đứng trước cơ hội tương tự nếu như thi đấu một cách mạnh dạn hơn trước U23 Croatia. Hãy nhớ trận gặp U23 Iraq, dù giữ sạch lưới nhưng mặt trận tấn công của U23 Việt Nam tỏ ra tương đối nghèo nàn và chưa có cải thiện đáng kể so với giai đoạn thi đấu vòng loại U23 châu Á vào cuối năm ngoái. Đội quân áo đỏ có những bài phối hợp với ý đồ rõ ràng, trái bóng được luân chuyển nhịp nhàng và các cầu thủ di chuyển để tạo ra con đường hướng đến khung thành đội bạn, chỉ có điều cứ gần đến tình huống quyết định, đợt tấn công bị đối phương bẻ gãy. SEA game đang đến gần và việc cải thiện hàng công của U23 Việt Nam cần được làm một cách gấp rút hơn, quyết liệt hơn. Dubai Cup là giải đấu hội tụ nhiều tên tuổi, nhưng rốt cục chỉ là một giải giao hữu, không đặt nặng thành tích, sẵn sàng phá bỏ vùng an toàn để theo đuổi những ý tưởng táo bạo. Đó mới là ý nghĩa lớn nhất mà một sân chơi như thế này mang lại. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như người tạm quyền tại U23 Việt Nam là trợ lý Neong Chin chắc chắn hiểu rằng tha thử nghiệm và thua ở Dubai Cup còn hơn là những điểm yếu cứ kéo dài đến SEA Games mà không có cách giải quyết. Vì lẽ đó, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào màn trình diễn giàu sức sống hơn, tưng bừng hơn đến từ U23 Việt Nam. Kết quả dù thắng hay bại, tin rằng đoàn quân áo đỏ sẽ ít nhất tìm được một chiến thắng và lưới U23 Croatia. Huấn luyện viên chốt xong 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi dự SEA Games 31. Huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là lựa chọn 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi bổ sung thành phần U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31. Trong năm 2022, SEA Games 31 là mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng bóng đá Nam dành cho U23 Việt Nam trên sân nhà. Ban tổ chức kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á 2022 cho phép các đội bổ sung thêm 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi để tranh tài tại giải. Đây là quy định được cho là tạo điều kiện để huấn luyện viên Park một lần nữa làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam như ở kỳ SEA Games 30 khi được bổ sung thêm các trụ cột lớn tuổi. Ở thời điểm hiện tại, việc chiến lược gia người Hàn lựa chọn cựu binh nào cho U23 Việt Nam đang thu hút sự quan tâm đặc biệt. 3 năm trước, huấn luyện viên Park từng đau đầu chọn hai nhân tố của tuyển quốc gia và U22 Việt Nam dự SEA Games 30. Ông lên danh sách 5 người gồm Hải Quế, Văn Thanh, Văn Toàn, Trọng Hoàng, Hùng Dũng. Sau khi bàn bạc cân nhắc kỹ lưỡng, nhà cầm quân 63 tuổi quyết định điền tên Hùng Dũng, sinh năm 1993, Trọng Hoàng, sinh năm 1988. Sự lựa chọn này một lần nữa cho thấy tài dung người của huấn luyện viên Park Hang-seo. Cả Hùng Dũng đeo băng đội trưởng, Trọng Hoàng đều tỏa sáng rực rỡ đóng vai trò cực kỳ quan trọng dẫn dắt đàn em U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng bóng đá nam đầu tiên sau 60 năm chờ đợi của bóng đá nước nhà. Thời điểm hiện tại khi còn 2 tháng nữa SEA Games 31 khởi tranh, huấn luyện viên Park tiếp tục lên danh sách sơ bộ các cầu thủ ngoài 23 tuổi bổ sung vào U23 Việt Nam. Lần này chiến lược gia người Hàn sẽ thêm 3 người, qua đó có nhiều sự lựa chọn hơn cho các vị trí trong đội tuyển. Được biết, sau buổi làm việc với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến bổ sung hai tiền vệ Hùng Dũng, Quang Hải, tiền đạo Tiến Linh, Hải và Linh đều sinh năm 97, khi đặt lên bàn cân một số nhân tố xuất sắc. Đây được xem là những lựa chọn hợp lý trong bối cảnh nhân sự hiện tại. Hàng tiền vệ và tiền đạo của U23 Việt Nam thiếu đi những nhân tố thực sự nổi bật, có thể dẫn dắt lối chơi hoặc săn bàn tốt. Trong khi đó, hàng thủ được xem là tạm ổn với những Bùi Hoàng Việt Anh, Thanh Bình, Văn Xuân từng nhiều lần lên tuyển quốc gia. Sự có mặt của Hùng Dũng Quang Hải cải thiện đáng kể khả năng tổ chức cũng như tạo đột biến. Tiến Linh chân sút số 1 từ Việt Nam trên hàng công mang đến sự tự tin hơn. Tiền đạo quê Hải Dương đã gặp chấn thương sau trận thua Oman 0-1 ngày 24 tháng 3 nhưng được chẩn đoán không quá nặng và có thể bình phục cho SEA Games 31. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.